Mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Nhà đất Sài Thành, kênh YouTube chuyên review bất động sản chính chủ tại thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay Vũ Hồng xin giới thiệu đến quý cô chú anh chị và các bạn một căn nhà ở mặt tiền đường Rạch Cát ha. Căn nhà mình là căn này nè, địa chỉ là 2K đường Rạch Cát, phường 15 quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Nhà nằm vị trí góc hai mặt tiền nha cô chú anh chị. Cái hướng này nè, hướng này mình di chuyển về phía ngã ba đường Lưu Hữu Phước. Bên kia là phà Rạch Cát, bến xe buýt Rạch Cát và bên đó là xóm đạo Phạm Thế Hiển ha. Từ đây lại đó khoảng chưa đầy 50m nha cô chú anh chị. Nhà mình là nhà mặt tiền đường luôn ha. Nhà mặt tiền đường một trệt với một lầu. Ở trên là mái ngói dạ thái ha. Ở phía trước này là có mái ngói tre luôn nè. Và cái hướng này nè cô chú anh chị, hướng này là mình di chuyển về cầu Rạch Cát. Đằng đó là cầu Rạch Cát hay còn gọi là cầu Nhà Thương, đi qua quận 6 cô chú anh chị. Đường này mới làm ha, đường mới làm. Bên hông nhà mình có hẻm hông nè. Ở bên hông có hẻm hông nè. Ở bên đây là có hẻm hông nè ha. Và căn nhà này thì chủ đang kêu bán mức giá là 2.580.000.000, giá này còn thương lượng trực tiếp chính chủ ha. Cô chú anh chị bạn nào quan tâm thì liên lạc với Vũ Hồng qua số điện thoại 0933 797979, kênh YouTube Nhà đất Sài Thành ha. Vũ Hồng sẽ mở cửa cho cô chú anh chị bạn xem nhà và gặp chủ nhà để thương lượng thêm về giá cả nha. Nếu đây là lần đầu tiên mình xem kênh thì mình giúp Vũ Hồng đăng ký kênh ha, kênh YouTube Nhà đất Sài Thành nha. Còn nếu mình đã nhiều lần xem rồi, hãy chia sẻ video clip này cho bạn bè người thân của mình, những người đang có nhu cầu tìm mua nhà phân khúc 2.5 tỷ mà kinh vừa ở vừa kinh doanh được nhà mặt tiền, thì mình chia sẻ cho họ để giúp họ mua được nhà và giúp chủ nhà bán được nhà ha. Và cô chú chị bạn đừng quên bấm like sau khi xem hết video này ủng hộ với Hồng nha. Nhà này có giấy chủ quyền Hồng, chiều ngang là 3m và chiều dài là 8m. Nhà có giấy chủ quyền Hồng hoàn công, hướng nhà của mình là hướng đông bắc, mua bán sổ hồng ký công chứng sang tên nha. Mai mốt là cầu Bình Tiên nối qua bên quận 8 này để nối về khu đường song hành quốc lộ 50 á, là vị trí nhà mình sẽ di chuyển về phía trung tâm quận 6, đường Bình Tiên, chợ Cây Gõ rất là gần luôn ha. Và bây giờ Vũ Hồng sẽ review vô bên trong cho cô chú chị bạn xem ha. Nếu như mà cô chú chị bạn có nhu cầu xem nhà trực tiếp thì cứ alo cho Vũ Hồng, bất cứ lúc nào cũng xem nhà được nha. Và nhà xin nhắc lại là thuộc phường 15 quận 8 thành phố Hồ Chí Minh, đường Rạch Cát nha cô chú chị. Mời cô chú chị bạn vào bên trong để mình xem nhà ha. Nhà mình có vỉa hè phía trước là khoảng 2.5m nha cô chú chị. Và nhà mình có cửa sắt và bên trên là có mái tôn, có mái ngói. Và bên trên kia cũng có mái ngói, có ban công, có cửa sổ. Và nhà mình, chủ nhà tặng cho mình là một máy giặt, một tivi, một bộ sofa, bộ tủ bếp trên bếp dưới, đèn quạt. Là tất cả những cái gì có trong đây là chủ nhà tặng lại hết luôn cho mình nha. Hiện tại thì nền nhà mình đang cao hơn mặt hẻm này á là khoảng 3 tấc, cao mặt đường là khoảng 2.5 tấc, 3 tấc ha. Đường mới vừa nâng luôn, nhà mình không có ngập nước, cao ráo nha. Vỉa hè làm rồi ha, rất là sạch sẽ luôn. Ở đây mình thích hợp làm tiệm nail, tiệm tóc, buôn bán tạp hóa, chạp phô, cái gì cũng được hết đó cô chú anh chị. Đó, mình nhìn vào không gian nhà mình bên trong nè. Đó, bên trong này là chủ dán giấy dán tường Hàn Quốc, chủ đặt in luôn nha, lại đo đi và in luôn ha. Bộ sofa này chủ cũng tặng lại cho mình luôn nè, bộ sofa với cái này là chủ tặng cho mình luôn. Tivi chủ cũng tặng luôn ha, máy giặt cũng tặng luôn, đứng từ xa đó được rồi. À, và cái tủ là cái máy giặt này là chủ tặng lại cho mình luôn, máy giặt mới luôn nha. Thì tại vì sợ mọi người nói là cái tủ ở đây không để vừa cái máy giặt nên là chủ nhà là mua máy giặt tặng cho mình sẵn luôn. Nhìn cái bộ tủ bếp đã không, dài từ bên đây full bên kia luôn. Và bên đây có một cái tủ để chưng rượu, ở dưới đây để được rất là nhiều đồ ha. Và đây là giấy dán tường Hàn Quốc nha cô chú chị bạn, để ý ở dưới chân tường là chủ nhà cũng dán cao lên 1 tấc để khi mà lau chùi á thì nó không có bị bẩn tường ha. Cầu thang thì cầu thang đúc và mặt đi là bằng đá hoa cương, mặt bên là bằng kính cường lực ha. Ở đây cô chú chị bạn nhìn ha, bên trong này là bằng kính cường lực màu nha. Và bên đây là có tủ rượu nè. Hả, tủ rượu nè ha, chủ nhà tặng lời cho mình luôn ha. Ở dưới đây có thể để áo mưa, để áo khoác rồi hoặc là để nón bảo hiểm đồ ok hết ha. Ở đây không gian này cái ngang 3 dài 8 này á là mình có thể là mình kinh doanh được nha. Nói ba là thực sự diện tích nó lớn hơn chiều ngang, nó lớn hơn ba đó. Nhà có giấy chủ quyền Hồng, diện tích đất gần 25m. À về ở đây nè, mình cưa cái mình ở đây nó có sẵn cái chỗ để máy hút nè. Mình để cái máy hút ở ngay chỗ này nè, rồi mình để bếp ở đây mình xài ha. Đây có những cái hộc chứa đồ rất là nhiều luôn nè ha. Đó, chủ nhà mua trang bị sẵn cho mình hết luôn nè. Ở đây là chủ tặng lại hết toàn bộ cho mình luôn. Đây remote máy lạnh, remote tivi là chủ nhà để sẵn hết cho mình đây nè. Đó, remote máy lạnh, tivi đồ sẵn hết đó ha. Máy quạt chứ xin lỗi, máy quạt ở trên lầu. Rồi, mời cô chú anh chị bạn đi lên trên lầu để mình tham quan nha cô chú anh chị.
Mời cô chú chị bạn mình lên trên lầu để mình tham quan căn nhà này ha. Và chú Hồng xin nhắc lại, nhà này chủ nhà đang kêu bán mức giá là 2 tỷ 580 triệu. 2 tỷ 580 triệu là giá cả còn thương lượng nha cô chú chị. Còn thương lượng ha. Ở đây là đoạn giữa cầu Rạch Cát và đường Lưu Hữu Phước. Địa chỉ nhà mình là địa chỉ nhà mặt tiền, số nhà mặt tiền, nhà mặt tiền luôn ha. Mời cô chú chị bạn lên trên lầu, cô chú chị lên trên lầu để xem ha. TV này mới nha, tủ lạnh máy giặt mới luôn ha. Và đây là cái không gian này, chủ nhà dán giấy bán tường 3D luôn nè nha. Chỉ dán tường 3D luôn ha. Đây nhà vệ sinh của mình đây. Nhà vệ sinh thì cửa nè, nhôm sinh pha loại 1, kính cường lực mờ. Ở bên trong là bồn cầu loại liền khối. Và dán gạch trang trí lên cao đến trần luôn. Chừa sẵn cho mình để mình lắp máy nước nóng. Và giò sen loại 3 chế độ, loại tăng áp, loại lớn các cô chú anh chị. Và đây là không gian của cái phòng của mình, phòng lớn trên đây nè ha. Chân tường là được chủ nhà dán cao lên một tấc để mình lau chùi nó không có dơ nha. Đứng đây nhìn ha, bên đây không gian này thì bên đây là có một cái cửa sổ nhìn ra cái bên hông, và phía trước là có một cái cửa đi ra ngoài ban công ha. Đây mặt tiền, bên đây mặt tiền đường, bên đây mặt tiền hẻm. Chủ nhà là làm cho mình hai lớp màn, đó màn mờ nè ha, để mình che bụi. Còn cái màn này là che ánh nắng nè, nắng che nè ha. Cửa sổ lùa, bên đây là hẻm hông khoảng 3 mét ha. Hướng này là về quận 6 thành phố Hồ Chí Minh nha cô chú anh chị. Từ đây mình có thể di chuyển về các quận trung tâm qua cầu Trà Già, hoặc là cầu Gạch Cát, cầu Phú Định, hoặc mai mốt là tương lai gần mình sẽ di chuyển qua cầu Bình Tiên để qua phía chợ Bình Tiên và chợ Cây Gõ cô chú anh chị. Cầu Bình Tiên sẽ nối liền giữa đường Bình Tiên với đường sông Hành quốc lộ 50, ngang qua đường cây sung phía quận 8 mình ngay cầu số 2 cô chú anh chị, để đi qua quận 8 nối liền quận 8 quận 6. Đây mời cô chú anh chị ra xem phía trước, gặp phía trước nè. Ở ngay phía trước xem nè, từ từ hai đứa đi từ từ. Rồi ở đây nè. Ở cô chú chị bạn nhìn nè ha, phía ngoài nè ha. À, hướng này là mình di chuyển về phía đường Lưu Hữu Phước, trường Trung học Lương thực Thực phẩm, phà Rạch Cát, chợ Rạch Cát và bến xe Rạch Cát ha, qua bên Phạm Thế Hiển luôn. Và hướng này đây, hướng này là cô chú chị là mình di chuyển về cầu Rạch Cát. Và tương lai là mình di chuyển về cầu Bình Tiên ha, để về quận 6 nha. Đó, đường thì phía trước nhà là có vỉa hè sẵn hết rồi nha, làm đường mới làm luôn ha. Và cái vạch màu vàng này đã bàn giao hạ tầng cho quận 8 quản lý rồi nè. Có vạch vàng nè ha, cô chú gì đang để ý những cái đường đó mà có vạch vàng, nghĩa là đường mới làm và được bàn giao hạ tầng rồi ha. Phía trước nè, nhìn nè ha, đây là mái ngói nè ha. Ở trên đây cũng vậy, trên đây là mái ngói luôn ha. Có đèn nè ha. Rồi Vũ Hồng xin nhắc lại thông tin căn nhà này một lần nữa rồi dồn kết thúc video nha cô chú anh chị. Căn nhà mình địa chỉ 2K đường Rạch Cát, phường 15 quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Nhà mình có kích thước ngang là 3m và chiều dài là 8m. Nhà nằm vị trí mặt tiền đường Rạch Cát và hẻm bên hông là hẻm 3m. Nhà nằm vị trí ngã ba, gần ngã ba đường Rạch Cát với đường Lưu Hữu Phước. Nhà nằm đoạn giữa cầu Rạch Cát với đường Lưu Hữu Phước. Căn nhà này thì có hướng chính là hướng đông bắc, và căn nhà này có giấy chủ quyền hồng hoàn công đầy đủ. Và chủ nhà đang kêu bán căn nhà này với mức giá là 2 tỷ 580 triệu. 2 tỷ 580 triệu ha. Nhà thì mua bán, hình thức mua bán là ký công chứng sang tên sổ hồng nha cô chú anh chị. Chủ nhà tặng lại cho mình một bộ salon, một tivi, một máy giặt, một tủ bếp trên dưới, máy quạt. Và xin nhắc lại là giá là 2 tỷ 580 triệu. 2 tỷ 580 triệu giá này còn thương lượng trực tiếp chính chủ nha. Nếu cô chú anh chị bạn quan tâm, alo cho Vũ Hồng. Vũ Hồng sẽ mở cửa cho cô chú anh chị bạn xem, sau đó gặp chủ nhà để thương lượng thêm về giá. Vũ Hồng cảm ơn cô chú anh chị bạn đã xem hết clip review nhà. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video review nhà lần sau.